Rồi chào Trí, Trí kết nối được audio chưa? Em thấy màn hình chưa? Nam thấy màn hình chưa Nam? Hello ơi. Trí chưa kết nối được audio à Trí? Rồi bây giờ Du Nghi, con nhìn đề 6. Câu bài 1A con ra bao nhiêu? Dạ con ra âm 6 căn 3 thầy. Âm 6 căn 3. Rồi bài 2, 1.2. Dạ ra 4 căn 6. 4 căn 6, bài 1.3. Dạ ra âm 2. Âm 2, 1.4. Để ra căn 2 cộng 1. Rồi, nguyên bài 1 con đúng hết. Quỳnh Hương, con đúng bài 1 không? Dạ, bài 1 thì con đúng được Quỳnh Hương nói bài to hay 1 nghe và không bài rõ Quỳnh 2. Hương? Dạ, bài 1 thì con đúng được bài 1.1 với bài 1.2. Còn 1.3 con ra sai bài 1.4 con chưa làm được. Con có muốn thầy gợi ý câu nào không? Dạ, con gợi ý câu 4 được không thầy? 1.4 đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thầy gợi ý câu 1.4. Em nào chưa biết làm câu 1.4 các em nhìn màn hình. Một chấm bốn này Du Nghi có ý tưởng gì Du Nghi? Dạ là 4 là con nghĩ là hành căn 4 căn 4 á. Căn 4 là 4 căn 4 hả? Kỳ ạ. Không, ý là số 4 nó là căn 4 nhân căn 4, số lượng tách là căn 4, căn 2, 2 căn 4. Rồi. Về ý tưởng á, bạn Quỳnh Hương phải chú ý mình đang có cái mẫu khá là cồng kềnh. Cái mẫu là căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4. Do đó nguyên tắc của những bài tập mà rút gọn á là ta làm sao đặt được nhân tử để ta rút gọn được cái di mẫu. Chính vì vậy, chúng ta nên tách số 4 này ra. Như vậy, đầu tiên ta có thể ép làm sao biến đổi giống y chang như cái mẫu, tự biến đổi làm sao giống cho cái mẫu để từ đó có thể rút gọn được cho mẫu. Thì ở đây bạn Nghi đã gợi ý là 4 này tách ra là căn 4 nhân với căn 4 phải không Du Nghi? Thì đúng rồi. Như vậy mình sẽ ghép được cái gì nè? Mình sẽ ghép ai với ai vậy Du Nghi? Dạ, căn 2, căn 3, căn 4 với căn 4, căn 6, căn 8. Nhưng mà căn 4 nhân căn 4 mình đâu có tách ra được. Hay là mình tách ra là 2 cộng 2. Như vậy là tính cộng. 2 cộng 2. Rồi sau đó mới tách ra là căn 4 với căn 4. Như vậy Quỳnh Hương hiểu tại sao cái số 4 này tách ra là căn 4 cộng căn 4 chưa Quỳnh Hương? Dạ chưa rõ lắm thầy ơi. Thầy hỏi con 4 tách ra là mấy nhân mấy? Dạ 2 nhân 2. Thay vì 2 nhân 2 thì ghi 2 cộng 2 có thắc mắc gì không? À dạ rồi. Như vậy có hiểu tại sao căn Dạ 4 cộng rồi. căn 4 chưa? Dạ rồi. Như vậy ta sẽ giao hoán căn 4 đầu tiên đi chung với căn 2 cộng căn 3. Còn căn 4 thứ hai là đi chung với căn 6 với căn 8. Khi đi chung với căn 6 với căn 8 á, thì ta sẽ lấy căn 2 làm thừa số chung. Khi lấy căn 2 làm thừa số chung thì bên trong còn lại là căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4. Vậy là cái ý tưởng tách ra rồi lấy căn 2 làm thừa số chung, con hiểu tới đây chưa Bình Hương? Dạ rồi. Tới đây tiếp tục lại lần 2, đó là căn 2 cộng căn 3 cộng căn 4 làm nhân tử chung. Khi lấy anh chàng đó làm nhân tử chung thì bên trong sẽ còn lại là 1 cộng căn 2. Đúng không Quỳnh Hương? Dạ đúng. Tới đây ta sẽ còn lại điều gì? Đó là tử với mẫu rút gọn được rồi. Như vậy chỉ còn lại là 1 cộng căn 2. Như vậy là qua khoảng 2, 3, 4 dấu bằng gì đấy, chúng ta có kết quả là 1 cộng căn 2 là kết thúc.
Khánh Vân có làm được bài 1 đúng đáp số trên màn hình chưa Khánh Vân? Dạ đúng thầy. Cả 4 câu đó. Dạ đúng. Hiếu cả 4 câu có đúng hết không Hiếu? Dạ đúng rồi. Cả 4 câu luôn đó nha Hiếu, đúng hết chứ? Dạ đúng rồi. Rồi Lan Anh, con làm được bao nhiêu câu đúng trên đây? Lan Anh làm được bao nhiêu câu đúng? Ồ, Lan Anh không tương tác rồi. Nam có làm được bao nhiêu câu đúng? Vậy có 4 câu thôi. Chắc không? Vậy chắc. Sông Hương có làm được bao nhiêu câu đúng? Dạ. Bài 1 thôi đúng không thầy? Đúng rồi, bài 1. Dạ, là dạ, đúng hết. Còn Tín có làm được bao nhiêu câu đúng? Được. Ừ, tiếng nghe rõ không? Ừ. Thầy là 3 câu thầy mít không bị lỗi cho thầy. Này, con, này con đó. Con làm sai câu nào? Dạ, câu 4 thầy. Thì con sửa lại được chưa? Có hiểu ý tưởng bài 4 không chí? À, tiếng. Rồi, mít của chí dạ, vấn đề. Tiếng ra bài 4 con có hiểu ý tưởng không? Dạ, dạ được rồi. Rồi, dạ, dạ hiểu rồi. Rồi, Du Nghi đọc cho thầy bài 2.1. Đáp số là bao nhiêu? Dạ, là bài 2.1 là x cộng tổng, bài 2.2 là bằng 1. À. Rồi, chính xác. Xu Hương, con đúng bài 2 không? Bạn nào đúng bài 2 giơ tay hết thì đếm cái nào. Nhìn trên group thầy sẽ biết được bạn nào làm đúng. Toàn bộ bài 2 chạy trên. Đọc lại. Đọc lại đáp án cho con được không thầy? Trên màn hình. Nhìn trên màn hình con. Ai đúng giơ tay hết đáp án. Giơ tay thầy coi. Mới có 1 người, 2 người. 3 4 bạn đúng. Mới có 4 bạn đúng à? Hiếu làm sai à Hiếu? 5 làm đúng. Khánh Vân con sai chỗ nào? Sông Hương có sai không? Con cứ giơ tay đi, khi nào xong rồi mới buông tay xuống, đừng có vừa buông vừa xuống con. Dạ, có đúng rồi thầy. Ừ, khi nào xong mới buông tay nha, đừng có nhấp nhô tay làm thầy không biết. Dạ. Chỉ với Lan Anh chưa giơ tay. Quỳnh Hương đúng hết đúng không Quỳnh Hương? Dạ đúng mà. Rồi, bài 3, Quỳnh Hương làm được không? Dạ, bài 3 con nghĩ chắc là 1 cộng căn A. Nói chung là được hay không được con? Dạ, con ra đáp án là 1 cộng căn A. Nên à, như vậy là kết quả nó khác so với phải đúng không? Dạ. Bây giờ thầy dạ, sẽ bắt đầu từ vế trái. Nhìn vào vế trái là biết ngay hàm đẳng thức A lập trừ B lập. Bởi vì A căn A thì đưa vào bên trong. Còn cái anh chàng 1 trừ A ở phân thức thứ 2 chính là hàng đẳng thức số 3. Đó là A trừ B nhân cho A cộng B. A trừ B nhân A cộng B thì chính là A trừ B tất cả bình. Nên ở đây thầy áp dụng hai cái hàng đẳng thức đầu tiên trước. Rồi dòng thứ nhất Quỳnh Hương thắc mắc gì không? Dạ không. Với hai hàng đẳng thức này thì phát hiện ra hàng đẳng thức đầu tiên là phải áp dụng thôi. Còn riêng hàng đẳng thức thứ hai là mình rút gọn được 1 trừ căn A. Khi rút gọn 1 trừ căn A thì mẫu nó mất 1 trừ căn A, trên tử còn lại 1. Còn hàng đẳng thức A lập trừ B lập thì sẽ ra là A trừ B nhân cho A bình cộng AB cộng B bình. Có nhớ hàng đẳng thức này không Quỳnh Hương? Dạ nhớ thầy. Tới đây em vẫn làm đúng chứ? Dạ đúng.
Tới đây mình rút gọn tiếp 1 trừ căn A ở phân thức thứ nhất cho dưới mẫu. Như vậy chỉ còn lại cái tự thôi. Tự là 1 cộng căn A cộng A. Còn ở phân thức thứ hai thì 1 cộng căn A tất cả bình. Lý do là 1 bình là 1 rồi nên không cần phải ghi. Còn ở đây là 1 cộng căn A tất cả bình thì ta ghi lại. Ở giữa hai toán này là toán nhân. Rồi tới đây Quỳnh Hương vẫn giống trên màn hình chứ? Dạ vẫn giống thầy. Tiếp tục. 1 cộng căn A với căn A là 2 căn A. Rồi tới đây vẫn giống màn hình chứ con? Xuống đây thì con bị thiếu một cái căn A nên là ra sai. Căn A cộng căn A là 2 căn A, đồng ý không? Dạ đồng ý thầy. Thì đây chính là hàng đẳng thức luôn. Đó là gì? Đó là 1 cộng căn A tất cả gì luôn? Bình. Đúng hàng đẳng thức không? Ở số 1. Dạ đồng ý. Như vậy kết quả phải bằng mấy? Dạ bằng 1. Điều phải chứng minh. Như vậy bài này cũng khá đơn giản. Áp dụng 3 hàng đẳng thức là xong. Rồi bao nhiêu bạn đúng bài 3 giơ tay hay đếm nè mấy đứa. 1 bạn đúng, 4 3 bạn. 4 bạn đúng. Có 4 bạn đúng à? Nam sai chỗ nào con? Nam sai chỗ nào? Dạ. Hay chưa làm? Chưa làm. Rồi buồn Nam ghê luôn Nam. Tên con là Nam rồi phải mạnh mẽ lên chứ. Sao chưa làm bài? Tiến con làm bài được chưa? Tiến làm đúng không Tiến? Tiến là ao rồi. Rồi Du Nghi cho biết bài 4.1 con ra bao nhiêu? OB với OD. B với D với thầy. Câu 1 đó con, 4.1. Dạ, là BD ra 25cm, BO ra 9cm, AO ra 12cm, DO ra 16cm. AC. AC con ra bao nhiêu? AC... AC ra chưa? AC con ra chưa? Mẹ con ra 100/3 á thầy. Diện tích ra bao nhiêu? Dạ diện tích con ra là 1250/3 cm. Rồi bao nhiêu bạn đúng hết toàn bộ bài 4 giơ tay hay đếm cái nào? Bài 4 có 3 câu và 3 câu này đều là tính toán hết. Rồi tất cả cùng giơ tay bài 4 nha. Ai đúng bài 4 giơ tay hay đếm. Mày thấy có 5 bạn giơ tay. Hiếu đúng hết à Hiếu? Dạ. Bài 4 đó con. Đang nói bài 4 nha. Đúng hết đúng không? Quỳnh Hương đúng hết luôn. Rồi có bạn nào cần thầy giúp đỡ bài 4 không? Bài 4 có cần giúp đỡ câu nào không? Nam, Nghi, Tiến. Không. Quỳnh Hương vào sau mà Quỳnh Hương tính toán được. Có nghĩa là Quỳnh Hương đã nắm được các hệ thức lượng này chưa Quỳnh Hương? Dạ, cũng lúc đầu con cũng đoán sương sương ngay câu số 2. Đoán thử vài cái thì nó ra như đó. Thì con cũng để yên nó luôn, ai ngờ nó đúng. Là con cũng làm giống thầy luôn. Mà ai ngờ nó đúng kỳ vậy? Để em giống thầy có vấn đề gì đâu mà sao ai ngờ nó đúng? Tại vì dạ, em cái... hệ thức lượng trong tâm giác nào? Dạ tâm giác ABD. ABD à? Thì đúng rồi, ABD cũng được. Ra AO, dạ. Rồi tâm giác nào nữa? ADC đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ thì cũng bình thường thôi. Vấn đề là tụi em có nhớ cái công thức diện tích của hình thang không? Là gì?
Diện tích hình thang là tổng hai đáy nhân chiều rộng cao chia hai thầy. Đúng rồi, nhưng mà ở đây vô tình cái hình thang mình lại rơi vào hai đường chéo vuông góc, nên thành ra lại có một cái công thức tính diện tích đối với tứ giác có hai đường chéo vuông góc ở lớp 8. Đúng chỉ nói á, là hình thang là phải đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao chia 2. Nhưng mà con thấy cái câu 3 của thầy Hệ là mình làm cách nào không? Đó là lấy hai đường chéo vuông góc nhân nhau chia mấy? Chia 2. Như vậy thầy dặn dò cho em đối với cái công thức mà đối với một tứ giác mà có hai đường chéo vuông góc thì ta cứ mạnh dạn lấy hai đường chéo đó nhân nhau chia 2. Đó là kiến thức của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc, nhớ chưa? Nên ở đây vô tình cái hình thang này nó rơi vào cái hình dạng của hai đường chéo vuông góc, nên thầy dùng công thức này. Bao nhiêu bạn trong lớp mình dùng công thức này, giơ tay thầy đếm thế nào. Có ai dùng công thức này không? Khánh Vân dùng công thức này, Sông Hương cũng dùng công thức này luôn. Ồ, cũng nhiều đứa dùng công thức này dữ vậy hả? Chưa có đứa nào dùng. Con sao? Con bị sai câu số 3. Con bị sai câu số 3. Sai câu số 3, sao bị sai vậy? Cái sai lộn công thức. Lộn công thức à? Con dùng công thức gì? Dạ. Yeah. Dạ, vẫn là cái hình thang thường á thầy. Thì hình thang thường vẫn đúng đáp số thôi. Làm cách nào đáp số như nhau mà. Đáy lớn là nhiêu? Dạ, yeah, đáy lớn là bằng... Chưa tính hả? Đáy lớn là DC, chưa tính hả? Tính chưa? Chưa, từ từ đang kiếm lại thầy. Đấy bé có rồi nè, chiều cao có rồi nè. Bao nhiêu bạn dùng công thức đấy lớn cộng đấy bé nhân chiều cao chia 2, giơ tay thầy đếm. Nghi dùng đấy lớn cộng đấy bé nhân chiều cao chia 2 hả Nghi? Dạ. Đáp số giống như trên màn hình đúng không? Song Hương dùng công thức nào? Thì giống thầy. Cũng đây lớn cộng đây bé nhân chiều cao chia 2 luôn phải không Sông Hương? Dạ. Yeah. Rồi, cái buông tay xuống nè. Bây giờ chuyển qua bài số 5. Bài số 5 vừa tính toán vừa chứng minh. Rồi Du Nghi, câu 5A. Chứng minh này con dùng kiến thức nào? Dạ là hai tam giác cộng dạng. Câu 5.2 con dùng kiến thức nào? Để mấy công thức sinh tố tan. 5.3 còn là bao nhiêu? 5.3 trường ý ra thầy. Rồi tất cả các em cùng nhìn bài 5 hay gợi ý nè. 5.1 là kiến thức sơ đẳng của lớp 8. Đó là kiến thức của tam giác đồng dạng. Khi em ghép tỷ lệ, em ráng tìm cái tam giác nào mà nó đặc biệt tí. Ví dụ trong hình này là tam giác vuông, nên thầy ghép tam giác AEC và tam giác ADB. Nên câu 5.1 này ai cũng làm được. Câu 5.2 thì một số em nhìn cái hình thức của nó quá trời là dài, nên nhiều em sẽ cảm thấy choáng, mất bình tĩnh. Và đương nhiên nó rớt từ vòng giữ xe luôn. Có nghĩa là vì mình mất bình tĩnh nên mình không biết cách xử lý. Nhưng thật ra những kiến thức này dùng sin cos tan cơ bản thôi. Tại vì đề bài nó cho cos. Đây yêu cầu ra cos nè. Nên thành ra mình nghĩ trong đầu coi có công thức nào mà liên quan tới cos không. À mình sẽ có cos góc A. Nhìn hình ảnh coi góc A có thể lồng vô tam giác vuông nào. Như vậy, ngay từ đầu thầy sẽ lồng vô tam giác AEC. AEC là một tam giác vuông. Thì cos bằng kề, kề chia huyền. Như vậy, ngay từ đầu thầy sẽ tính AE trước. AE bằng AC nhân cos A. Như vậy là cos A đã xuất hiện. Thậm chí AE cũng xuất hiện. AC cũng có xuất hiện. Như vậy là hướng đi của mình rất là ổn. Mình cứ đi theo cái hướng sin cos tan bình thường và lồng vô tam giác vuông. Như vậy, sau khi làm hoàn tất ba thứ, AE là cạnh góc vuông này bằng cạnh huyền nhân cho cos góc kề. Tương tự BF là lồng vô tam giác vuông ABF. Muốn tìm cạnh góc vuông BF, ta lấy cạnh huyền AB, ta nhân cos góc kề là cos góc B. Tương tự cho tam giác còn lại liên quan tới góc C, đó là tam giác BDC. Trong tam giác BDC này thì cái anh chàng CD nó kề so với góc C, nên muốn tìm CD ta lấy cạnh huyền BC nhân cos góc C. Ta nhân vế là kết thúc bài toán. Bao nhiêu bạn làm đúng bài 5.2 và 5.1 giơ tay thầy đếm. Cả hai câu luôn á. À hơi ít ha, được có 3 bạn à. 4 5. Những bạn còn lại là bị rớt ngay từ vòng giữ xe bài số 2 đúng không?
nghe hay cồng cần quá, sợ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tư duy một tí là ra ngay, nên một số bạn bị rớt từ vòng giữa xe câu 2 là hơi ổn. Câu số 3, giả sử góc A là 60 độ cho BC, tính DE. Thì ở đây thì gợi ý cho tụi em á, mình dư sức biết được cái thằng DE này nó có quan hệ với thằng BC. Tại sao ta nhìn ra được điều đó? Tại vì DE và BC nó sẽ liên quan tới một tỷ số đồng dạng của một cái tam giác. Sau này cái thế hình này em phải lưu ý luôn, đó là tam giác AED. AED này kiểu gì cũng sẽ đồng dạng với tam giác ACB hết á. Vấn đề là mình chứng minh sao thôi. Thì mình tận dụng vào câu A, mình sẽ chứng minh theo trường hợp cạnh góc cạnh. Du Nghi thấy cái dòng cạnh góc cạnh của thầy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Góc chung là góc nào? Dạ góc A. Cặp cạnh tương ứng tỷ lệ lấy từ đâu? Dạ lấy từ câu A. Đúng rồi, nên thầy nói 100% sẽ có một cái cặp tam giác đồng dạng AED với ACB. Tại sao thầy xoáy vô hai tam giác này? Bởi vì chủ đề chúng ta là tính DE mà lại cho BC. Như vậy DE và BC chính là tỷ số đồng dạng đó. Như vậy thầy lập tỷ số là DE chia BC chính là AE chia AC. Nhưng mà câu số 2 gợi ý rồi, AE chia AC là ai? AE chia AC chính là cốt góc A. Đó, cốt góc A, câu A, câu 2 đã gợi ý đây nè. Mà cốt góc A là ai? Cốt góc A là cốt của 60 độ. Như vậy ráp vô, cốt 60 độ là bao nhiêu? Cốt 60 độ bấm máy tính giùm thầy cái nào Du Nghi. Dạ bằng 1/2 thầy. Chính xác. Tới đây nhân chéo chia ngang là ra được bài tập. Cụ thể lấy mấy nhân mấy? Dạ 1 × 10 chia 2. Ừ, 1 × 10 chia 2 hát. Đây con hiểu bài này chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi mấy đứa sửa cùng sửa bài 5 vô đi nè. Vậy là qua bài tập số 5 này thì nói lại một kinh nghiệm, đó là luôn luôn có một cặp tam giác ở phía đỉnh đồng dạng với nhau. Ở đỉnh A đó. Có ai làm được trọn vẹn bài 5 không? Đúng hết toàn bộ bài 5 á, có ai làm được không? Giơ tay thầy đếm. Ồ, không có hả? Như vậy là trong một đề kiểm tra luôn luôn có một câu phân loại điểm 10 đúng không? Không dễ gì lấy được điểm 10. Chí cũng không làm được bài 5 mà Chí. Yeah. Hiếu cũng không làm được bài 5 mà Hiếu. À, đúng rồi thầy. Khánh Minh sửa tới đâu rồi con? Dạ, em sửa đến câu 3 bài 5 rồi thầy. Ừ.
Kỳ trước toán thực tế mình dạy tới đâu là chưa nghi? Hiếu còn nhớ toán thực tế mình dạy tới đâu chưa Hiếu? Dạ, dạ hình như là tới bài 3 hay bài 4 gì đó hả? Chính xác con, bài nào? Dạ con coi lại cái. Tiến sửa bài xong chưa Tiến? Tới bài 3, thầy hết rồi đây. Tiến sửa xong bài 5 chưa Tiến? Quỳnh Hương sửa tới đâu rồi Quỳnh Hương? Sửa xong rồi. Mình sửa xong bài 3 rồi nhé Hiếu. Hiếu đọc đề bài 14 hay nghe Hiếu? Dạ. Hiếu đọc đề bài đi con. Dạ. A. Một căn nhà có khoảng cách hai sàn của hai tầng liên tiếp là 2,4 mét để tiết kiệm diện tích căn, để tiết kiệm diện tích phòng. Người kỹ sư chọn cầu thang dài 3 mét. Ở cầu thang chiếm diện tích căn phòng bao nhiêu? Biết bề ngang cầu thang là 1,44 mét vuông. Rồi, mét vuông hay là mét vuông? Các em chú ý nè. Mét. Thông thường một cái đề toán thực tế thầy có hai câu A và B. Câu A là bài thuận, câu B là bài đảo. Nên câu A con hiểu thật sự rồi á, thì con làm câu B rất là nhẹ nhàng, tại nó đảo ngược lại thôi. Bây giờ hình dung như thế này. Mình đang có một căn nhà. Mình đang có sàn trên và sàn dưới. Hai sàn này người ta gọi là hai tầng liên tiếp 2,4 mét. Đó là khoảng cách giữa hai sàn. Bây giờ phải nối một cái cầu thang giữa sàn 1 và sàn 2. Thì bây giờ các em tưởng tượng trong đầu có một cái cầu thang dài 3 mét, chiều dài 3 mét nha, bắt từ trên xuống dưới. Bây giờ câu chuyện của chúng ta là cầu thang đó chiếm diện tích căn phòng, là đang nói về diện tích bao nhiêu mét vuông. Biết bề ngang cầu thang, bề ngang cầu thang là chính là chiều rộng của cầu thang. Thông thường với cầu thang khi em xây dựng á, nó luôn luôn cái kiểu dáng của nó từ sàn trên tới sàn dưới là hình chữ nhật, thì nó có chiều dài và chiều rộng. Thì bề ngang của nó chính là chiều rộng, còn bề dài của nó là để cho sẵn luôn, đó là cầu thang dài 3 mét. Như vậy, có con số 3 mét, có con số 1,44 mét. Thì bây giờ em tưởng tượng, thầy chưa có vẽ hình đúng không? Thầy vẽ hình cho tụi em tưởng tượng. Như vậy, khi vẽ trên và dưới, thì hình thành ra cái cầu thang nó nghiêng nghiêng. Cầu thang nó nghiêng nghiêng, thì người ta gọi đó là cạnh huyền. Tại vì ở đây thầy không có vẽ hình nên tụi em chưa tưởng tượng được. Bây giờ thầy tưởng tượng cho tụi em nè. Đây cái sàn trên nè, đây cái sàn dưới nè, cái cầu thang vẽ ra nè, đó, đây là cầu thang. Cầu thang này dài 3 mét nè. Như vậy, ở đây, hãy dựng ra một cái đường cao. Giữa sàn trên với sàn dưới là 2,4 mét nè, đây là 2,4 mét nè. Và ở đây, thầy sẽ tập trung tính AC là tính, tại yêu cầu tính cầu thang chiếm diện tích mà. Căn phòng là căn phòng đang ở dưới nè, đây là căn phòng ở dưới nè. Như vậy tạm thời BC thì cho là cạnh huyền 3 mét. Đây là C, đây là B. Như vậy thầy phải đi tìm AC. Vậy AC là cạnh góc vuông thì bằng BC bình trừ AB bình. Tới đây Hiếu hiểu chưa Hiếu? Dạ rồi. Bây giờ ta muốn tìm coi cái vị trí này nó chiếm bao nhiêu diện tích nè. Đó, từ đây đến đây là chiếm diện tích bao nhiêu nè.
Thì công thức con biết khi cái cầu thang mà nó chiếu xuống mặt đất thì nó sẽ tạo ra một cái hình chữ nhật ở phía dưới đất, ở dưới mặt đất. Khi nó tạo ra một cái hình ở dưới mặt đất này nè, con muốn tìm cái vị trí mà nó chiếm á, thì con lấy dài nhân rộng. Vậy cụ thể là AC nhân cho một cái khoảng CD nào đó. CD là cái chiều rộng mà nó chiếm. Thì ở đây bề ngang của cái cầu thang là bao nhiêu? Bề ngang của cầu thang là 1,44. Còn cái chiều dài AC là bao nhiêu? Chiều dài AC là 1,8, vừa mới tìm xong. Như vậy muốn tìm được cái phần chiếu của cái cầu thang xuống mặt đất á, thì con phải lấy, tại vì thầy vẽ là thầy vẽ trên hình mặt phẳng, còn con vẽ theo kiểu hình không gian á, là cái cầu thang con nó sẽ là hình chữ nhật như thế này. Thì cái chiều dài vừa rồi con vừa mới tìm xong là trên mặt đất nó chiếm tất cả là 1,8, đó là trên mặt đất. Còn chiều ngang á của cái cầu thang vẫn không thay đổi, vẫn là 1,44. Như vậy con sẽ ra được diện tích cần chiếm. Hiểu hết bài này chưa Hiếu? Dạ rồi. Rồi con sửa bài 1, bài 4A vô. Rồi Hưng đọc bài 4B đi Hưng. Vậy thưa thầy, là một căn nhà có khoảng 2 sàn của 2 tầng 4B rồi thầy. Ừ. Và một căn nhà có khoảng cách 2 sàn của 2 tầng liên tiếp là 2,8m. Để tiết kiệm diện tích phòng, kỹ sư thiết kế cầu thang chiếm diện tích 2,1m². Hỏi thợ xây chọn cầu thang dài bao nhiêu, biết bề mặt ngang cầu thang là 1m. Rồi các em quan sát 4B có phải ngược lại hoàn toàn với 4A chưa? Biết cầu thang chiếm diện tích như đây. Bề ngang cầu thang là 1m. Như vậy làm bài toán ngược thì để cho diện tích là 2,1. Để cho bề ngang là 1m. Như vậy thầy sẽ tìm ra được cái cạnh BC là cạnh ngang của cái cầu thang là 2,1m. Như vậy là hình này là hình mới, chứ không còn giống hình trên nữa. Nên bây giờ thầy vẽ hình mới. Câu hỏi, chọn cầu thang dài bao nhiêu mét? Cầu thang dài bao nhiêu mét là giống như cái chỗ này nè. Đó, giống như bài 4A mà đảo lại đó. Nên bài 4B thầy vẽ là hình mới cho các em thấy, cho nó khác biệt một tí hình trên. Vẫn là hai sàn. Vẫn là cầu thang dài là đề hỏi chấm hỏi. Và khoảng cách giữa hai tầng đề cho là 2,8 nằm đây. Đây là cái phần diện tích mà nó chiếm. Nằm ở dưới đây, đây cái khu vực này là nó chiếm nè. Như vậy hình ảnh của thầy lúc này sẽ hình ảnh mới là sao? Thầy đi tìm ra được cái BC. BC đây. Thì cái BC này để cho diện tích nó chiếm là 2,1m² mà bề ngang thì giống như bài trên là 1m rồi, từ đó tìm được BC trước. Như vậy có hai cạnh góc vuông thì ta tìm được AC không hơn? Dạ được thầy. Rồi các em sửa bài 4B vô. Tụi em có tưởng tượng ra được cái cầu thang khi chiếu xuống mặt đất là cái phần phía dưới đáy có phải là một hình chữ nhật không? Tưởng tượng ra được tới chỗ đó chưa? Thấy cầu thang nhà mình không?
Nếu tụi em nhìn cầu thang nhà mình, tụi em nhìn xuống dưới mặt đất á, thì cái bóng của cầu thang đổ xuống là một hình chữ nhật, đúng không Dương Nghi? Dạ đúng rồi thầy. Cái gì không thay đổi khi cái bóng nó đổ xuống, đó chính là cái chiều rộng của cái cầu thang đó. Tại vì cái chân cầu thang là chiều rộng ở phía trên, thì cái chân cầu thang chiều rộng ở phía dưới đáy nó cũng là như nhau, nó không thay đổi. Nó chỉ thay đổi về chiều dài, đúng không? Cái bóng nó đổ xuống là chiều dài nó khác, đúng không Dương Nghi? Dạ đúng rồi thầy. Như vậy khi mình tính chiều dài là tính chiều dài diện tích bị chiếm ở dưới đất. Còn bản chất cái cầu thang chiều dài thì nó vẫn như cũ. Thì đây là nội dung của bài toán thợ xây, mà người ta tính diện tích tổng thể của một căn nhà, người ta phải chừa ra cái diện tích để xây dựng cầu thang. Thông thường nếu tụi em mà đo đạc cái nhà của tụi em á, thì cái cầu thang chiếm diện tích ở dưới đất á, là chiều ngang bao giờ cũng có thể là 1m hoặc là 1m2. Nhưng mà chiều dài á, lúc nào cũng phải chiếm tới 2,5m. Thì trong bài 4B này, cái phần BC đó nó chiếm 2,1m là nhỏ đó. Như vậy là cầu thang này là cầu thang thiết kế cho nhà nhỏ. Chứ bình thường một cái nhà bình thường như là ngang 4m, chiều dài 16m hoặc là 12m trở lên, thì bao giờ chiều ngang và chiều dài cũng phù hợp là 2,5m hết đó. Rồi, sửa tới đâu rồi Khánh Vân? Dạ, sửa đến câu B rồi thầy. Sống Hương, sửa tới đâu rồi Sống Hương? Dạ, con đang sửa câu B thầy. Rồi Khánh Vân đọc cho thầy cái nội dung của bài số 5. Dạ thưa thầy, câu A, để bắt điện từ ổ cắm đến bóng đèn người ta dùng sứ kẹp gắn sát tường từ ổ cắm đến trần căn phòng, rồi nối tiếp đến bóng đèn, tính khoảng cách từ ổ điện đến bóng đèn, biết rằng khoảng cách từ ổ cắm đến trần là 1,8m và từ tường đến bóng đèn là 2,4m. Như vậy em phải tưởng tượng như thế này nè, cái trần nhà tụi em á là một hình chữ nhật hay hình vuông nhỉ, tùy ý đi. Vẽ đại ra một cái hình vuông, hình chữ nhật gì đó đi. Rồi. Ổ cắm
đến bóng đèn, người ta dùng cái sứ. Có cái này em tưởng tượng trong đầu em, có một không gian phía trên. Cái không gian phía trên chắc chắn là hình vuông, hình chữ nhật gì đó tùy nhà. Vậy là em nhìn cái bóng đèn em, nó đang ở giữa cái trần. Đây cái bóng đèn. Khoảng cách từ ổ cắm đến trần là 1,8 mét. Thì không thể nào cái ổ cắm nó nằm quá cao để chúng ta không thể cắm đèn được. Nên cái ổ cắm em tưởng tượng nó nằm ngang tầm mắt của em, là nằm trên tường. Đó, có nghĩa là có cái tường đó, ổ cắm nằm đâu đó ở dưới. Hãy vẽ phía lên nha. Đây là dưới ngang tầm mắt em nè, ổ cắm nè, ổ cắm. Rồi đưa lên trần nhà, đưa lên trần nhà. Đưa trên trần nhà người ta dùng cái sứ người ta kẹp lại. Thường á người ta dùng bằng nhựa cho tiết kiệm tiền, chứ người ta không dùng sứ đâu. Và cái dây này nè, biết rằng khoảng cách từ ổ cắm đến trần nhà là 1,8 mét. Như vậy là từ cái ổ cắm này lên tới trần nè, đó lên tới trần là 1,8 nè, 1,8 mét nè. Và từ tường đến bóng đèn, đó đây đây là từ tường nè, từ tường là đi vô bóng đèn nè, từ cái tường đi vô bóng đèn nè, đó. Thì tưởng tượng là đi vô cái bóng đèn là 2,4 mét. Đó đây 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 là bóng đèn của em nè, bóng đèn nè. Đó, vô cái tường là 2,4 mét. Lên trần rồi xong, rồi bắt vô cái tường nữa mới được. Rồi bây giờ câu hỏi là gì đây? Gắn sát tường. Là ổ cắm gắn sát tường. Từ ổ cắm đến trần căn phòng. Rồi nối tiếp đến bóng đèn. Tính khoảng cách từ ổ điện đến bóng đèn là tính khoảng cách này nè. Đó, khoảng cách từ ổ điện đến bóng đèn. Như vậy là đây là kiến thức Pythagore cơ bản, đúng không? Khánh Vân lấy máy tính bấm cho thầy 1,8 bình cộng 2,4 bình ra bao nhiêu? Ra nhiêu con? Khánh Vân bấm chưa? Dạ đang bấm thầy. Dạ là bằng 9. Căn của 9 là mấy? Dạ căn của 9 là 3 thầy. Đơn vị là gì? Dạ đơn vị là mét. Ừ, như vậy con hiểu hết bài 4A chưa? Bài 5A chưa? Dạ rồi. Ở đây nó không có hình ảnh đi kèm với cái đề bài, nên các em phải tưởng tượng ra được cái trần, cái bóng đèn, cái tường, cái ổ cắm và dây dẫn nối từ đâu tới đâu là em phải tưởng tượng ra được. Và khi tưởng tượng xong, em cứ mạnh dạn đặt ABC tương ứng. Thì vừa rồi thầy cố tình đặt AB là khoảng cách từ tường đến bóng đèn, thấy chưa AB chưa? Rồi AC là khoảng cách từ trần đến ổ điện, thấy AC chưa? Rồi sau đó BC là cái cần tìm. Như vậy ta tập trung tính BC là xong bài toán. Nên những bài tập này nó đòi hỏi đọc hiểu và tưởng tượng ra được cái không gian thực sự. Thì từ đó tụi em mới tính toán nhẹ nhàng được. Rồi 2 phút các em sửa bài 5A vô cho thầy.
Rồi tiếp tục. Song Hương đọc cho thầy bài 5B. Dạ thưa thầy, gọi DE là bề ngang của căn nhà, AB là khoảng cách từ bóng đèn đến ổ. Dạ thầy, một căn nhà có bề ngang 4,8 mét, ổ điện được thiết kế ở sát tường bên phải căn nhà và bóng đèn được thiết kế chính ở giữa trần nhà có khoảng cách đến ổ cắm là 3 mét. Để đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ, kỹ sư dùng sứ kẹp nối từ ổ cắm đến trần nhà rồi nối tiếp đến bóng đèn. Hỏi gì điện dài bao nhiêu? Biết rằng khoảng cách từ ổ cắm đến trần nhà là 1,8 mét, có thể xóa giải thích này. Rồi con hiểu cái nội dung này không? Nó có tương tự bài trên không? Dạ, để cho bề ngang căn nhà là 4,8 mét. Như vậy là đang nói về cái chiều ngang. Chiều ngang có thể là chiều dài á, là cái to nhất á, hoặc là chiều rộng gì đó. Bây giờ ổ điện thì nằm bên phải. Tưởng tượng mình bước vô một căn nhà, mình nhìn thấy bên trái và bên phải chưa? Nhìn vô tay phải, ổ điện nằm bên phải, sát tường luôn. Bóng đèn thì vẫn như cũ, ở chính giữa trần, có khoảng cách trực tiếp đến ổ điện là 3 mét. Kỹ sư kẹp giống như bài trên, đúng không? Kỹ sư kẹp, nhưng vì chiều ngang của căn phòng là 4,8 mét nên chắc chắn cái ổ điện nó không có chiếm hết 4,8 mét đâu. À, quên, cái bóng đèn nó nằm ngay giữa nhà, nó không chiếm hết 4,8 mét, mà nó vì nó nằm ngay giữa trần nhà nên nó phải chia đôi ra. Như vậy 4,8 mét chia đôi ra là 2,4 mét. 2,4 mét chính là AB của em á, trên cái hình cũ á, bài 5A đó. Rồi vì cái ổ cắm là nhiêu, câu hỏi là gì, dây điện dài bao nhiêu. Dây điện là mình phải bỏ tiền ra, mình nối liên tiếp, nối liên tiếp từ cái ổ cắm điện, nối trực tiếp lên trần, rồi nối tiếp từ trần qua tới bóng đèn. Như vậy vì nối liên tiếp nên ta làm tất cộng lại. Vậy ta cộng bao nhiêu lại? Thì ở đây người ta cho thêm gì đây? Khoảng cách đến ổ cắm là 3 mét. Như vậy là con phải tính được cái gì nè? Con phải tính được AC phải không? Để cho 3 mét làm gì vậy Du Nghi? Để cho 3 mét làm gì biết không? Dạ để tính. Tính ai? Để cho 3 mét có phải cho BC không? Dạ đúng rồi. Ừ, cho BC đúng không? Ở đây thì đặt tên cho đúng cái hình ảnh của cô A đi cho nó dễ nói ha. Khoảng cách từ bóng đèn đến ổ cắm điện là BC. Ok chưa? Đặt tên là BC đi, thì dễ nói. Tiếp theo, bề ngang của căn nhà là DE rồi. Còn khoảng cách từ ổ cắm điện đến trần nhà, như vậy sẽ là, ở đây là AE, bề ngang căn nhà. Như vậy AB chính là khoảng cách từ ổ cắm điện đến trần nhà. Như vậy là AB thì B sẽ là trung điểm của AE. Đó, thầy dùng đúng cái hình ảnh là phía dưới của thầy luôn, B là trung điểm AE. Từ đó thầy tính ra được AB và BE chính là bằng AE chia 2. Như vậy vừa rồi thầy tính ra được AB là 2,4 mét. Mà đề cho 1,8 mét là gì? Là khoảng cách từ ổ cắm đến trần nhà. Như vậy là thầy sẽ tính ra được là AB. Ủa, mình phải tính chứ, mình đâu phải tính ra 1,8 nên thầy nói xóa giả thiết này đi mà. Như vậy là thầy dùng giả thiết 3 mét. Như vậy là thầy áp dụng
định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC. Áp dụng định lý trong tam giác vuông ABC thì rõ ràng em có BC rồi là 3 mét. Vì BC này là 3 mét là khoảng cách từ ổ cắm điện. BC là khoảng cách từ bóng đèn đến ổ cắm điện là đề cho, đúng không? Chính giữa trần nhà, bóng đèn được thiết kế chính giữa trần nhà có khoảng cách đến ổ cắm là 3 mét. Như vậy là BC bằng 3 mét là đề cho rồi nè. Như vậy thầy áp dụng định lý Pythagore, thầy sẽ tìm ra được AC. AC sẽ bằng BC bình, thầy trừ đi AB bình. Rồi, Du Nghi bấm máy tính giùm thầy. Lấy 3 bình trừ 2,4 bình ra nhiêu? Dạ ra 1/1.8. Lấy căn rồi đúng không? Dạ rồi thầy. Tới đây mình muốn tìm cái dây điện thì mình phải cộng lại. Đầu tiên là cộng từ ổ cắm lên trần. Từ ổ cắm lên trần để cho là bao nhiêu? Chỗ nào là ổ cắm lên trần? À, từ ổ cắm lên trần vừa mới tìm xong, đó là AC. Như vậy là ta lấy AC, ta cộng cho AB. Như vậy cụ thể lấy mấy cộng mấy vậy Du Nghi? Lấy mấy cộng mấy? Là lấy 1,8 cộng 2,4 chính là cái sợi dây của chúng ta. Mấy chưa? Đồng ý không Song Hương? Dạ đồng ý thầy. Như vậy hiểu tại sao thầy nói một câu là có thể xóa giả thiết biết rằng khoảng cách từ ổ cắm đến trần là 1,8 mét là xóa được chưa? Dạ rồi. Tại vì mình tính được mà, mình lấy 3 bình trừ 2,4 bình. Như vậy là bỏ rằn này này đi, được chưa? Mình sẽ tính được ra 1,8 luôn chứ không phải là để cho. Bề ngang của căn nhà thì mình không có xài hết bề ngang của căn nhà. Nam sửa tới đâu rồi Nam? Yes. Sắp xong câu ba rồi. Em có thể vẽ hình minh họa như trên bảng của thầy, trên giấy của thầy đó. Tụi em có bao giờ đi dây dẫn điện trong nhà chưa? Nam có bao giờ đi dây dẫn chưa? Dây dẫn điện á? Dạ, chưa thầy. Có bao giờ quan sát không? Em cũng không quan sát luôn. Nó ghê làm sao rồi. Quan sát sợi dây nó đi từ đâu tới đâu á, dây điện á. Không quan sát luôn à. Vì trưa nay trong nhà con chả thấy cái dây điện. Trưa nay quan sát coi dây điện nó đi từ đâu tới đâu. Nếu con không thấy có nghĩa là nó âm tường. Nó âm tường nghĩa là sợi dây nó vẫn nằm trong tường đó, nhưng mà con quan sát là quan sát từ ổ cắm điện tới cái bóng đèn thì con sẽ hiểu cái cách đi của nó liền.
Tại vì nó nằm âm tường, con nhìn ổ cắm thì đương nhiên là từ ổ cắm cho tới cái chỗ đó thì nó mới có điện chứ. Rồi Nam sửa tới đâu rồi Nam? Không rồi thầy ơi. Rồi Nam đọc bài 6. Dạ. Một mái nhà được thiết kế theo hình tam giác cân để tránh những giọt mưa khi rơi xuống mà không bị thấm vào nhà. Hỏi bề ngang của căn nhà là bao nhiêu? Biết bề ngang mái tôn là 3 mét và khoảng cách từ đỉnh đến trần là 1,8 mét. Rồi, con hiểu được tưởng tượng chưa? Vẽ hình cho tôi mới thấy đúng không? Con thấy cái căn nhà nè, hình tam giác cân nè, cái mái hình tam giác cân nè. Về đầu tiên á, cái con số mái tôn 3 mét là dưới kiện nào? Khoảng cách từ đỉnh đến trần là dưới kiện nào? Đó. Khoảng cách từ đỉnh đến trần là dưới kiện nào? Đó, con tưởng tượng ở chỗ đó chưa? Được rồi. Rồi, nằm đâu? ABAC là bề ngang mái tôn, ok không? Thấy cái hình tam giác cân của cái mái nhà chưa? Được rồi. Vậy là BC là bề ngang căn nhà. Bề ngang mái tôn là 3 mét. Từ đỉnh đến trần, đây là đỉnh, đây là cái trần nhà. Con thấy cái trần nhà không? Cái sàn trần nhà với cái đỉnh, con thấy chưa? Được rồi. Về đỉnh tới trần nhà đây cho là 1,8. 1,8. 1,8. Vậy để cho 3 mét, 3 mét là ai? Bề ngang mấy tôn, đây bề ngang mấy tôn, đồng ý không? Cái chiều ngang mấy tôn nè, thấy không? Mình có hai cái mấy tôn. Mấy tôn AB với mấy tôn AC con thấy không? Như thế. Làm toán gì để đi tìm bề ngang căn nhà? Bề ngang căn nhà chính là B gì? BBC. Như vậy phải tính 2BH đúng không? Dùng Pythagore có được không? Được. Rồi. Như vậy con hiểu hết nội dung bài 6A chưa? Được rồi. Con đọc bài 6B thì nghe. Một căn nhà có bề ngang 4,8 mét dài là 15 mét. Để tránh mưa, người ta
lốp thêm mái tôn mỗi bên cho căn nhà như trong hình vẽ. Hỏi người ta xây lên thêm bao nhiêu để lớp vừa mái tôn. Biết rằng mỗi mái tôn có diện tích 39 mét vuông. Như vậy bài này ngược với bài trên như thế nào? Thứ nhất là biết rằng mỗi mái tôn có diện tích, mỗi mái tôn là mình đã có hai lớp mái tôn. Có thấy hình ảnh hai lớp mái tôn chưa Nam? Được rồi. Như vậy lớp đầu tiên và lớp thứ hai nó như nhau và đều bằng 39 mét vuông. Mà đề cho diện tích rồi thì phải đề cho thêm một cái chiều dài hoặc là một cái chiều rộng gì đấy. Bây giờ người ta cho cái gì nè? Mái tôn là hình chữ nhật ADEB. Đây thì đặt tên là ADEB. BC là bề ngang căn nhà. Đây BC là bề ngang căn nhà. AB là chiều dài căn nhà. Đây là A nè. Đây là B nè. BC là chiều ngang nè. Đây chiều ngang căn nhà đây. Đây là chữ H nè. Rồi ADEB, AD chữ D đây. Chữ E đây. Đó, ADEB là chữ nhật nè. AB là chiều dài căn nhà, chính xác. AH là khoảng cách từ đỉnh đến trần. Như vậy là chữ A thì nên để lại chỗ cũ. Chữ A nằm đây là đẹp nhất. Nếu vậy AB là chiều dài căn nhà là không ổn rồi. Khoảng cách từ đỉnh đến trần. Từ đỉnh. Khoảng cách từ đỉnh đến trần. Bây giờ đề cho cái gì rồi? Đề cho AD chưa? Một căn nhà có bề ngang 4,8 mét. 4,8 mét là cho cái gì nè? Phải cho BC hay cho gì? Một căn nhà có chiều dài 15 mét nữa. 15 mét. Vậy theo Nam 15 mét là ai Nam? AB thầy. Ừ, thầy sẽ bổ sung chỗ này là 5 mét và 15 mét cho tụi em biết, cho dễ hình dung ra. Đây là 15 mét. Rồi AB là 15 mét. Tiếp tục. Biết rằng mỗi mái tôn là 39 mét vuông. Như vậy con vừa mới nói AB là 15 mét. Cho thêm diện tích. Như vậy con sẽ tính ra được cái gì? Con sẽ tính ra được AD không? Diện tích có phải bằng dài nhân rộng không? Phải đúng không? Ở đây để thầy sửa chữ E với chữ này đi cho nó giống như cái hình câu A. Hình câu A là chữ A nó nằm phía trên. Đây chữ A nằm phía trên. Vậy là A, D, E nằm phía dưới. Đó, cho giống như hình câu A đi. Như vậy thầy sẽ sửa lại bề ngang. Vậy là chiều dài là AD, có đúng không Nam? Vậy chiều dài là AD không? Bề ngang căn nhà có phải là BC không? Phải. Vậy BC là bao nhiêu mét? 4,8. 4,8 mét. Rồi đây là 4,8 mét. Rồi giống như cái bài câu A thì câu hỏi là gì? Hỏi người ta xây lên thêm bao nhiêu để lốp vừa mấy tôn. Xây lên thêm bao nhiêu là đi tính, để tính cái gì con biết không? Có phải tính AH không? Xây lên thêm bao nhiêu có nghĩa là từ đâu xây lên? Có phải từ cái trần nhà không? Dạ phải. Cho tới cái đỉnh là xây lên, được chưa? Như vậy ta xài giải thích đầu tiên là diện tích 39 mét vuông là hình chữ nhật là dài nhân rộng, cụ thể là AD nhân AB là bằng 39 mét vuông. Con muốn tìm AB thì con phải lấy 39 mét vuông đó, con chia cho 15. Con bấm máy tính đi. 39 chia 15 ra nhiêu? Hai phẩy sáu.
2,6 mét. Nên cái phép tính đầu tiên con thấy có 2,6 mét trên màn hình của thầy chưa? Rồi. Tiếp theo. Vì tam giác này là tam giác cân. Cân tại đâu vậy Nam? Tam giác này cân tại đâu? Cân tại A đúng không? Dạ. Cái máy này hợp lại phải cân tại A không? Đường cao vẫn là AH như hồi nãy, đồng ý không? Nên H có là trung điểm của BC không? Mà hồi nãy BC đề cho bao nhiêu? 4,8 mét không? Chiều ngang căn nhà là 4,8, như vậy con có tìm được BH với HC chưa? Lấy 4,8 chia 2 là 2,4 mét. Đồng ý chưa Nam? Đồng ý. Vừa rồi con mới tính được AB là 2,6. Con mới tính được BH là 2,4. Con dùng định lý Pythagore, con có tìm được AH không? Được. Lấy mấy bình trừ mấy bình con? Hồi nãy con tìm được mấy bình? 2,6 bình đúng không? Trừ mấy bình nữa? Trừ 2,4 bình ra bao nhiêu? Bấm máy tính thì coi 2,6 bình trừ 2,4 bình ra bao nhiêu? Bằng 1 mét. Như vậy con hiểu nội dung bài này chưa? Con thấy bài B nó có ngược lại hoàn toàn so với bài A không? Dạ có. Nên cái khó khăn của những bài toán thực tế này là tụi em phải tưởng tượng ra được cái hình ảnh của nó. Từ cái hình ảnh nó với số liệu đề cho em mới lắp ráp được. Song Hương nãy giờ theo dõi được không Song Hương? Dạ có thầy, nhưng mà mẹ con nó cứ chập chờn. Nhưng con có vướng cái nội dung nào không? Con đọc đề bài con có vướng cái giả thiết nào không? Có vướng cái dữ kiện nào để cho mình không hiểu không? Quỳnh Hương nãy giờ hiểu hết không Quỳnh Hương? Hiếu, nãy giờ con hiểu gì không Hiếu?